Chào tất cả các bạn đã quay trở lại channel của mình. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn mọi người cái cách rất là cơ bản để mọi người có thể tạo ra cái hiệu ứng chụp ảnh đẹp ở trong cái phần mềm Adobe Premiere Pro. Thì đây là cái hiệu ứng mà chúng ta sẽ hay dùng để sử dụng trong các cái vlog hay các kiểu. Thì mình sẽ hướng dẫn mọi người ba cách để mọi người có thể gọi là làm cái hiệu ứng chụp ảnh này ở trong Premiere Pro. Thì mọi người sẽ download cho mình những cái hiệu ứng âm thanh để giả lập cái chụp ảnh ở ngay dưới phần mô tả bên dưới video này trên YouTube. Và ở trong video này thì mình không có đính kèm xuộc, nên các bạn có thể kiếm bất cứ một cái video nào để các bạn có thể thực hành cái bài học này. Thì bây giờ chúng ta cùng nhau bắt đầu. Thì như ở đây là mình đã có chuẩn bị sẵn một cái lượng số video ở đây rồi, và mình đã có. Thì bây giờ các bạn cũng cứ tạo một cái sequence mới cho mình. Đây, ở đây mình sẽ gọi nó là một cái sequence được gọi là demo. Đấy. Thì đã tạo xong một cái sequence thì các bạn sẽ import cái file video của các bạn kéo vào đây. Thì ở đây mình sẽ copy từ bên này của mình sang thôi, để mình hướng dẫn các bạn cho nhanh. Đây chẳng hạn mình sẽ copy sang. Đấy, copy sang như này. Đấy chẳng hạn. Thì bây giờ cái cách đầu tiên để mà chúng ta có thể tạo hiệu ứng chụp ảnh, đó là các bạn sẽ sử dụng cái tính năng mà chúng ta thường dùng, đó là tính năng Add Frame Hold ở trong cái Premiere. Thì chẳng hạn giả dụ ở đây mình sẽ có một cái shot như này, thì các bạn sẽ đi đến cái đoạn các bạn muốn nó hold lại. Chẳng hạn như ở đây mình muốn nó hold ở cái đoạn này chẳng hạn. Đây, như này. Thì các bạn sẽ chuột phải vào đây, các bạn chọn cho mình cái mục gọi là Add Frame Hold ở đây. Sau khi các bạn chọn xong thì các bạn sẽ thấy rằng là cái shot các bạn nó sẽ dừng lại ở đúng cái điểm đấy luôn. Mặc cho các bạn có kéo dài, kéo ngắn như thế nào thì cái Premiere nó cũng tự động hiểu là các bạn đã muốn hold nó ở cái shot hình đấy, và nó tự động giả lập cho chúng ta là một cái hình ảnh tĩnh ở đây. Thì làm thế nào để nó thật hơn thì các bạn sẽ add cho mình cái hiệu ứng gọi là Camera Shooter ở đây. Đây, add vào đây chẳng hạn. Đấy, thì cái hiệu ứng này mình có sẵn đính kèm cho các bạn rồi. Thì các bạn sẽ thấy ở đây chúng ta sẽ có hai cái nháy liền, thì nó là cái tiếng kêu tạch tạch thôi của cái chụp. Thì các bạn sẽ add ở đây để cho nó đúng, và cảnh khác nó kêu tạch một cái khi chụp là nó đúng. Đây chẳng hạn giả dụ. Đấy, nó sẽ đúng như này, nó sẽ hold lại như này. Đấy, thì lời khuyên của mình là các bạn nên để cái shot tĩnh này này, cái shot hình tĩnh này khoảng tầm 2 giây thôi là đủ. Đấy, vì nếu không là nó sẽ dài quá, 3 giây thì nó rất là dài. Đấy, để như này là đủ rồi, khoảng 2 giây là mình nghĩ là ok. Thì đấy là cách thứ nhất để các bạn có thể tạo ra hiệu ứng chụp ảnh ở trong cái phần mềm Premiere. Cái cách thứ hai nữa mà chúng ta cũng có thể sử dụng ở trong phần mềm Premiere này, đó là các bạn sẽ sử dụng cái tính năng cáp lại màn hình của Premiere. Đây, giả dụ mình vẫn dùng cái shot này chẳng hạn, thì các bạn sẽ cáp lại cái màn hình bằng cách là các bạn chọn mục Export Frame ở đây. Các bạn x vào đây cái, thì nó sẽ hỏi chúng ta là chúng ta muốn lưu cái ảnh này tên gì. Chẳng mình gọi là ảnh chụp màn hình. Đây, sau ở dưới này các bạn sẽ có quyền chọn các cái chuẩn mà các bạn mong muốn. Mặc định thì chúng ta thường chọn JPEG thôi. Sau các bạn ấn OK một cái chẳng hạn. Sau các bạn sẽ import cái file này ngược vào đây bằng cách chuột phải này, chọn Import. Đây thì mình sẽ import cái đấy vào. Đấy. Sau các bạn sẽ để nó lên đây chẳng hạn như này. Đấy. Thì chúng ta cũng có một cái tương tự như là cái Add Frame Hold. Tuy nhiên thì nó mất công, mất sức, mất thời gian hơn so với việc là chúng ta add một cái Add Frame Hold ở đây, hay gọi là Keyframe Hold. Thì đấy là cái cách thứ hai. Cái cách thứ ba mà các bạn có thể sử dụng để các bạn có thể tạo được hiệu ứng chụp ảnh ở đây, đó là khi chúng ta có sẵn cái bức ảnh ở ngoài thực tế. Thì ở đây mình có một cái demo cho các bạn đây chẳng hạn. Đây. Đấy, tức là mình đã chụp sẵn một cái khoảnh khắc rồi. Thì đối với cái cách này thì các bạn lưu ý là các bạn phải có một cái bức ảnh nó tương đồng hay nó cùng ở một cái vị trí tương thích với cái ảnh mà chúng ta định sử dụng hay là đang quay chẳng hạn. Đây, như ở đây mình quay ở đây chẳng hạn, thì cái ảnh này nó cũng phải ở cái khu vực đấy thì trông nó mới liền mạch như thế này. Đấy, nó mới liền mạch như này chẳng hạn. Đây, mình sẽ copy cái shot này sang đây để mình làm minh họa cho các bạn. Đây, giả dụ mình sẽ có cái shot như này. Đấy, cái shot quay của mình nó như này. Mình có sẵn một cái ảnh ở ngoài đây rồi. Đây, đây là cái ảnh, thì mình sẽ kéo nó vào đây. Đấy, mình sẽ kéo cái ảnh vào. Sau đây cái ảnh này của mình thì đương nhiên là bởi vì chúng ta chụp ảnh thì cái độ phân giải của ảnh nó rất là to. Thì các bạn sẽ chuột phải vào đây, chọn Scale to Frame Size để nó về đúng kích thước. Sau đây chúng ta sẽ thu nhỏ bớt nó lại một xíu, thu nhỏ lại thôi, khoảng tầm 80 đi. Đấy, để mình tạo một cái khung cho nó nữa. Thì ở đây mình có tạo sẵn một cái Color Mesh rồi. Thì các bạn để chuột phải vào đây, New Item, tạo một cái Color Mesh, và các bạn chọn cho nó là một cái màu trắng chẳng hạn. Đấy, như mình đã tạo kia. Sau các bạn ấn OK là được. Đấy, thì mình sẽ kéo Color Mesh xuống đây chẳng hạn. Đấy, thì nó to, nó tràn như này. Thì giờ mình vào mục Effect, Control. Mình sẽ bỏ cái mục Uniform Scale đi. Đấy, mình scale width nó lại để cho nó thành cái khung. Đấy, khung ảnh. Đấy, cho nó đều nhau.
Đấy, như thế này. Sau khi nó đều nhau như thế này rồi thì các bạn bôi cả, các bạn chuột phải vào, các bạn chọn nest nó lại để chúng ta có một cái sequence nó link cả cái ảnh lẫn cái này vào nhau, thì chúng ta sẽ có một cái sequence như thế. Thì ở đây các bạn sẽ gõ ở đây là ảnh chụp. Đấy. Xong thì chúng ta sẽ để nó lên đây chẳng hạn. Đấy. Như này. Đấy. Thì bây giờ các bạn cũng add cái file âm thanh này tương tự vào đây. Thì mình sẽ copy nó sang bằng cách ấn Ctrl C và ấn Ctrl V. Đấy, mình sẽ add nó vào. Đấy, như này. Đấy. Đấy, nó sẽ có cái ảnh như thế này. Thì để cho cái ảnh của các bạn trở nên đẹp hơn ấy, thì các bạn sẽ lại kéo cái ảnh này xuống một lần nữa. Như dưới đây chẳng hạn, đây, để làm background, các bạn phóng to nó lên. Đấy, effect scale này chúng ta sẽ scale nó to lên và chỉnh như này. Đấy, xong các bạn sẽ vào mục effect, các bạn chọn cho mình một Gaussian blue. Đây, Gaussian blue. Đấy. Sau các bạn effect control này, các bạn làm mờ nó đi. Đấy, trông cho nó đẹp chẳng hạn. Sau các bạn tích cho mình vào ô repeat này để nó chống tối bốn góc. Đấy, sau các bạn sẽ thấy là chúng ta sẽ có cái ảnh như này. Thì các bạn sẽ tiếp tục tạo cho mình hiệu ứng nữa để cho cái ảnh nó trở nên nó sinh động hơn một chút. Đấy, chúng ta sẽ phóng to lên dần chẳng hạn. Đây, thì ở đây mình sẽ để một scale đây. Đấy, xong mình sẽ tăng cái tên khoảng 110. Đấy, cho ảnh nó to lên, hoặc thậm chí là 115. Đấy, các bạn sẽ dịch cái keyframe này vào đây. Đấy, chúng ta sẽ có một cái ảnh nó phóng to dần lên nữa. Đấy, như này. Đấy. Đấy. Thì đấy là ba cái cách cơ bản để các bạn có thể tạo ra một cái hiệu ứng chụp ảnh đẹp ở trong phần mềm Adobe Premiere Pro. Thì nếu các bạn thấy video này hữu ích thì các bạn đừng quên nhấn like, nhấn subscribe, nhấn chuông thông báo để theo dõi video tiếp theo của kênh. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong video lần sau.